Thành công của Cygen không gì khác hơn là sự hài lòng của khách hàng. Và bí quyết để đạt được thành công đó cũng chính là vì khách hàng mà cố gắng. Đó là điều Cygen luôn nỗ lực trong nhiều năm qua. Chiến lược của chúng tôi là tập trung vào cái lĩnh vực và là cốt lõi thế mạnh của công ty, đó là lĩnh vực thực phẩm và nhà máy dược. Thứ hai là chúng tôi đã tập trung vào cái thiết kế cho cái các cái văn phòng điện lực của các cái tỉnh miền Trung và miền Nam. Thì những cái khách hàng này á, thì trong quá trình khủng hoảng thì người ta vẫn có cái khả năng chi trả tốt, và nhờ vậy á, thì chúng tôi đã có cái sự tăng trưởng doanh thu trong cái giai đoạn khủng hoảng là từ 10 đến 20% hàng năm. Qua cái giai đoạn khủng hoảng thì cái việc rất nhiều cái nhà tư vấn thiết kế trong nước cũng như quốc tế đã bị giải thể hoặc là thu hẹp sản xuất, thì Cygen đã có một cái vị thế đáng kể, và chúng tôi cũng đã đặt cái mục tiêu là sẽ trong vòng 3 năm tới sẽ đạt được vào cái top 10 của các cái công ty thiết kế Việt Nam. Và thực tế là đến năm 2015-2016 chúng tôi đã được bình chọn là 2 năm liên tiếp là một trong 10 cái công ty thiết kế hàng đầu Việt Nam. Đến nay, Cygen đã mở rộng hoạt động ra nhiều hạng mục và lĩnh vực như lập dự án đầu tư xây dựng các công trình, khảo sát xây dựng, trong đó có cả khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế công trình dân dụng như chung cư, văn phòng khách sạn 4 đến 5 sao, trung tâm thương mại, resort, trường học, v.v. Thiết kế công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, lập tổng dự toán và dự toán chi tiết các công trình, tư vấn đấu thầu, thẩm tra thiết kế và tổng dự toán, quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng. Sở dĩ có thể hoạt động bao quát nhưng vẫn thể hiện năng lực ưu tú của mình trên mọi lĩnh vực là nhờ đội ngũ hơn 70 kiến trúc sư và kỹ sư chuyên nghiệp, cũng như Cygen luôn áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Hiểu rõ bài toán con người chính là bài toán quan trọng nhất của một công ty tư vấn thiết kế xây dựng, Cygen thường xuyên có những hoạt động đào tạo nâng cao tay nghề, năng lực và phong thái làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư. Nhìn lại những thành tựu mà Cygen đã đạt được trong 13 năm qua, kể cả những năm nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng chìm trong khủng hoảng, có thể nói Cygen đã thành công trong việc khẳng định tên tuổi của một công ty tư vấn thiết kế xây dựng đậm chất Việt Nam nhưng không hề kém cạnh nếu đặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Câu chuyện kinh doanh và chúng ta đang có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thành Tân, là tổng giám đốc công ty tư vấn thiết kế xây dựng Cygen. Rất vui được gặp lại anh Nguyễn Thành Tân trong chương trình Câu chuyện kinh doanh ngày hôm nay. Thì anh, trong đoạn video clip mình vừa xem thì rõ ràng 13 năm qua Cygen đã có những cái thành tựu rất đáng tự hào. Vậy thì điều gì đã làm nên những thành công đó? Điều gì đã khiến cho Cygen thắng thổi dự án khó và vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng? Và chúng tôi có một cái chiến lược lâu dài. Thứ nhất là xây dựng một cái chiến lược tốt, nguồn lực nhân sự tốt và tài chính tốt, để cho chúng ta có một cái định hướng chiến lược trong những cái giai đoạn, ngay cả những giai đoạn khó khăn. Thì cái sự hình thành phát triển của Cygen trong 13 năm thì có thể làm 3 cái giai đoạn. Thứ nhất là 5 năm đầu, Cygen định hướng là cái thị trường nhà máy công nghiệp. Thì trước đây chúng tôi cũng đã thử sức làm dân dụng, nhưng đối với cái thị trường dân dụng thì hầu như rất nhiều công ty tư vấn tham gia. Thì đó là một cái khó khăn về cái cạnh tranh giá. Thì chúng tôi đã định hướng là phát triển cái mảng công nghiệp để tồn tại. Cái điều đầu tiên phải tồn tại. Thì khi tham gia thị trường công nghiệp thì chúng tôi cũng làm rất nhiều thể loại nhà công nghiệp, nhưng phát hiện ra một cái thị trường mà rất nhiều tiềm năng, đó là nhà máy dược phẩm. Và đó là một cái thị trường ngách, đòi hỏi cái vấn đề công nghệ kỹ thuật cao và chuyên gia đội ngũ phải cao. Song song đó thì vẫn tiếp tục phát triển, xây dựng phát triển tiếp cái giai đoạn mới theo cái nhu cầu mới, là nâng cái cấp độ chuẩn từ ASEAN lên cái WHO theo cái chuẩn của quốc tế. Song song đó thì chúng tôi có chiến lược là phát triển cái mảng dân dụng. Thì lúc mà ra phát triển mảng dân dụng thì đúng cái thị trường bất động sản đang bị đóng băng. Thì chúng tôi chọn cái thị trường mà làm sao có phân khúc về cái vấn đề tài chính tốt để chúng tôi tồn tại tiếp tục. Và trong 5 năm kế tiếp thì chúng tôi đã thực hiện thành công trên gần 20 tòa nhà văn phòng điện lực từ miền Trung và miền Nam. Bây giờ giả sử đứng trước một chủ đầu tư thì đứng từ phía Cygen, mình làm thế nào để có thể chinh phục được cảm tình cũng như là cái sự hài lòng của chủ đầu tư? Thì khi bắt đầu công việc gì, đứng về quan điểm chủ đầu tư thì tất cả dự án gần như chúng tôi thành công. Bởi tôi là một đại diện cho chủ đầu tư, phản biện tất cả các phương án của anh em kiến trúc sư đưa ra. Và tôi mong muốn là tất cả các cái dự án, cái phương án đưa ra là vượt cái sự mong đợi. Khi mà tham gia thị trường, có một số dự án chúng tôi thi tuyển tới 17 đơn vị, hơn 5 công ty nước ngoài, hơn 10 công ty tư vấn trong nước, và tôi là được cái đơn vị là thứ 17 chủ tư gọi.
chúng tôi đã huy động hết toàn bộ lực lượng kiến trúc sư, kỹ sư, tâm huyết, đam mê và đưa ra các cái giải pháp làm sao để chúng ta được trong cái thi tham gia dự tuyển là có một cái sự vượt trội so với các đơn vị khác. Và chúng tôi chuẩn bị rất là kỹ từ các cái giải pháp kiến trúc, rất nhiều giải pháp, và ngay cả phim 3D chúng tôi cũng đã chuẩn bị. Đó là một cái bước đệm để chúng tôi tiếp tục và thực hiện các cái dự án tương tự với cái mức độ mà đầu tư như vậy thì chúng ta mới thành công. Dạ, đối với một công ty tư vấn thiết kế xây dựng thì có lẽ quan trọng nhất chính là đội ngũ kiến trúc sư. Như vậy thì cái việc tuyển chọn kiến trúc sư, những người tài năng, những người tài giỏi đến với Sagen như thế nào? Và hiện tại chúng ta đang, cái bài toán nhân lực, đặc biệt là nhân sự trẻ, nó cũng đang rất là quan trọng, bởi vì cái tính di động của giới nhân sự trẻ bây giờ họ rất là nhanh nhẹn trong cái việc là chọn những cái chủ lao động phù hợp với họ, và cái tỷ lệ nhảy việc cũng cao. Ở Sagen có gặp cái tình trạng này không? Không riêng gì cái mảng tư vấn thiết kế xây dựng, các ngành nghề khác cũng vậy. Khi ra sân một sân chơi lớn, chắc chắn có cái việc là vấn đề là chảy máu chất xám. Do vậy cái quan trọng là chúng ta nên chuẩn bị nó như thế nào. Và Sagen cũng đang hình thành, xây dựng lên cái cơ chế chính sách về cái hệ thống và cái nguồn lực đào tạo để có tính kế thừa. Song song đó thì cũng do cái nhu cầu thị trường phát triển thì cũng mời một số anh em kiến trúc sư đã có kinh nghiệm lâu năm, hoặc là những kiến trúc sư đã từng làm công ty nước ngoài và học nước ngoài vào, để chúng cùng là hợp tác để phát triển. Và cái việc mà như Tiêu Canh nói thì Sagen cũng đang xây dựng hình thành lên cái hệ thống đó để làm sao giữ được cái người tài và gắn bó với công ty lâu dài. Và một yếu tố khác cũng quan trọng là yếu tố khoa học kỹ thuật. Hiện tại thì công ty Sagen mình đang ứng dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật nào của thế giới trong cái việc tư vấn thiết kế xây dựng? Khi tham gia các cái dự án cao tầng hoặc là các quy mô dự án lớn thì đòi hỏi cái tiến độ, cái vấn đề kỹ thuật rất là cao. Do vậy Sagen cũng đã chủ động, cách đây vài năm đã chủ động phát triển đào tạo nguồn nhân lực cho cái hệ thống Revit và BIM theo cái chuẩn của quốc tế. Ngoài ra các cái mảng kết cấu thì Sagen cũng ứng dụng những cái phần mềm để đáp ứng cái tiêu chuẩn khắt khe của cái nhà cao tầng. Bên cạnh đó thì chúng tôi đối với cái hệ bộ phận cơ điện lạnh của công ty thì chúng tôi cũng mời các cái chuyên gia, các cái nhà cố vấn, nhà cung cấp từ nước ngoài hợp tác để training, đào tạo, ứng dụng những cái công nghệ mới trong phát triển cái mảng nhà cao tầng. Hiện nay tôi thấy là xu hướng thiết kế kiến trúc họ cũng đi theo cái xu hướng thiết kế bền vững, rất là nhiều cái công trình gắn mác bền vững. Như vậy thì Sagen có theo đuổi cái con đường này không? Thực ra thì cái dòng đời của một cái dự án thì trung bình từ 50 đến 100 năm. Thì khi mà đưa ra cái giải pháp kiến trúc thì Sagen hướng tới về cái công năng sử dụng, những cái vật liệu làm sao thân thiện với môi trường, cái vật liệu làm sao là tiết kiệm năng lượng, tái tạo năng lượng, mang cái hướng là nó chuẩn hóa, đạt cái tiêu chuẩn xanh. Thì hầu hết tất cả dự án Sagen đang thực hiện thì chúng tôi đã đạt được các tiêu chí đó, và khi có đánh giá của cái đơn vị thứ ba là cái nhà đánh giá công trình xanh thì người ta cũng đã chứng nhận các cái công trình đó đạt cái tiêu chuẩn xanh. Tuy nhiên ở Việt Nam thì do cái chi phí tư vấn để xác nhận cái công trình xanh đó là một vấn đề, do vậy là chủ tư thường cân nhắc để được lấy cái chứng nhận đó. Còn thường đối với cái dự án nước ngoài thì tiêu chuẩn của họ từ 4 đến 5 sao, thì khi mà đạt cái chuẩn đó là cái điều là nó rất là dễ. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần cuối của chương trình. Thưa quý vị, vừa rồi là phần 2 của chương trình Câu chuyện kinh doanh. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với phần cuối của chương trình.